Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với channel của Kilohack. Đây là kênh mình chuyên tổng hợp những game hay, game chất lượng và hack game cũng như phá game theo cách của chính bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip nó không giống như bình thường cho lắm. Hôm nay mình sẽ làm game Rust Trial. Đây là một game online mà mình nghĩ là khá là thú vị khi mà chơi. Việc của bạn chỉ là tạo ra một lineup mà các bạn cảm thấy mạnh nhất và tham gia trò chơi. Và có hai lối chơi, đó là PvP, đấu đối kháng và đấu kết hợp. Tất cả đều chơi online hết, chơi với người hết. Đó, đây mình đang chơi một chế độ, là chế độ kết hợp với người chơi khác, đó là co-op. Thì việc của bạn, các bạn chỉ là tạo ra và mớt ngẫu nhiên cái đội hình của các bạn. Các bạn tạo ra một lineup, cố gắng sống lâu nhất có thể. Ở chế độ này thì cố gắng cùng đồng đội sống lâu nhất có thể để kiếm vàng và nâng cấp nhân vật của mình lên. Tìm kiếm cho mình những nhân vật mạnh nhất thông qua PvP để các bạn nâng thứ hạng mình lên và mở khóa những con tướng mới mạnh mẽ hơn. Và chắc là các bạn đang thắc mắc là kênh của mình là kênh chuyên hack mà tại sao tự nhiên lại đi review cho game này. Thì clip này nó không giống những clip khác, nó là clip này mình sẽ quảng cáo cái game này và mình muốn. À, trước tiên, trước khi vào mục đích mình làm clip này thì mình có thể nói là cái game này á, chơi thì nếu những người mà thích chơi, mình không nói những người mới chơi thì mình không nói, nhưng những người đã thích chơi rồi thì biết là cái game này nó chơi rất là lâu và cái số vàng, cái số kim cương nhận được rất là ít. Và game này thì kim cương thì dùng để mở khóa các tướng mới nhanh hơn, nhưng nếu như các bạn không có vàng thì các bạn sẽ không thể nâng cấp được. Mà nếu như mà nạp tiền vào để mà kiếm vàng á, thì nó cực kỳ đắt. Theo mình tính thì là 100.000 các bạn chỉ được đâu đó khoảng 2.000 gold thôi. Nên đấy là lý do mà mình khi mà mình tìm được một vài lỗ hổng của game để giúp mình kiếm được nhiều vàng hơn ấy, thì mình cũng định làm clip để chia sẻ nó ra miễn phí. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mình chia sẻ ra miễn phí thì không sớm thì muộn game cũng sẽ fix. Thay vì đấy là mình sẽ làm bán rẻ hơn cho những bạn mà muốn kiểu sở hữu vàng, thì mình sẽ bán giá gấp 100 lần so với trong game nhé. Trong game là 100.000 được 2.000 vàng, 2.000 gold, thì mình bán với giá là 100.000 và được 200.000 gold nha. Các bạn mua số lượng lớn tùy theo ý các bạn. Và nếu như mà gặp ban, bị ban các thứ thì mình xin hoàn lại toàn bộ số tiền các bạn mua nhé. Bởi vì đây là game online nên là rất khó để nói trước điều gì. Đây mình sẽ chơi xong rồi mình sẽ xong số vàng mình cho bạn xem và mình sẽ mua thử cho các bạn xem luôn. Hy vọng đừng bị thua game. Quá gì đang diễn ra vậy? Trước tiên thì mình sẽ vào trải nghiệm cho bạn xem con game này nhé. Oh, holy shit, đã có gì đây? Oh, ngon. Thế thì xịn xò quá. Đây là một game, con game online hoàn toàn nha. Và tất cả các chỉ số mà nếu như các bạn vận dụng một cách thông thường để mà hack thì cũng bay màu sớm thôi. Mình đã thử hết các cách rồi. Mình chỉ mất đâu đó khoảng mình mất cả một đêm qua mình làm hack ấy, mình ngồi 8 tiếng đồng hồ mà mình thử với hơn 30 nick clone hầu như bị ban sạch. Sau đó mình ngộ ra một điều là game này chỉ làm đến thế này thôi. Khi nào mà tìm được phương pháp gì nó
hiện đại hơn, nó ngon hơn thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ. Giờ mình sẽ trải nghiệm cái game nhé. Rồi sau đấy sẽ vào phần review app mình xong. À, mình mới chơi game này thôi nhưng mà mình thấy game này khá là hay. Nên nếu như các bạn có like up gì mạnh thì có thể comment cho mình bên dưới để mình biết mình áp dụng nhé. Chứ mình mới chơi mình không biết con nào mạnh con nào yếu đâu. Bọn này hại quá. Ui rồi ui con gì không ra đấy. Hai sao. Hai sao. Ba sao vô lý. 15 quay thua rồi. Đây và mình sẽ vào phần review app mình luôn nha. Oh my god. Đây, đây là số vàng của Nick mình có đây. Mình chưa chuyển bất kỳ đồng vàng sang cả đây, mình có các bạn đây. Nếu như mà nạp 100.000 á thì đây là khoảng 4 lần này đi, 120 kim cương đúng không? Không tính nhầm tròn 100.000 400 kim cương đi. Thì 400 kim cương các bạn chỉ mua được 2.000 vàng thôi. Và đây mình sẽ bán gấp 100 lần lên. Nếu như có bất kỳ sai sót, bất kỳ bị ban nick thì mình sẽ hoàn lại tiền hoàn toàn cho các bạn. Và đền cho các bạn một nick mới. Có thể bằng với số vàng các bạn mua đó. Thế mình chỉ làm thế thôi bởi vì mình chưa biết game này nó sẽ như thế nào. Và chắc là clip của mình dừng lại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Mình sẽ để contact của mình ở bên dưới phần mô tả. Các bạn có thể inbox trực tiếp vào Facebook của mình để mua nha. Và cảm ơn các bạn. Đừng quên like, share, subscribe để mình có thể có động lực chia sẻ thêm nhiều game hay hơn nữa và làm được thêm nhiều game amazing hơn nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại.